Kinh Diễn Đàn có hỏi như sau: mỗi khi mở lời yêu một người nào đó, chúng ta phải nhất định dùng hiện tại đơn chứ không phải bất kỳ. Tôi có trả lời sao không? Mỗi khi mở lời yêu và chúng ta nói yêu một người đó, ví dụ nhớ hai cha con có nhau là điện thoại xong với nhau, ai đó chuyện cái mình chuyện này, ai đó chuyện xưa. Tại sao không dùng hiện tại tiếng Việt? Không phải dùng hiện tại không? Ở đây chúng ta đi sâu vô cách dùng của tiếng Việt. Tiền tại đơn dùng để diễn đạt một sự thật chân lý. Và khi chúng ta dùng câu đó, chúng ta có ngạc định rằng anh nói anh yêu em, anh dùng hiện tại đơn đây cũng giống như chuyện mặt trời mọc ở hướng đông. Đúng không? Khi bạn nói mặt trời mọc hướng đông, mà dùng cái gì? Tôi cố, anh cố tình dùng hiện tại đơn để anh nói như em, thì anh dí tình yêu của anh dành cho em giống như mặt trời mọc ở hướng đông. Ai cứ yêu cuộc nói sẽ không bao giờ đổi. Ai nói anh sẽ yêu em một ngày. Được không ạ? Anh still love you có nghĩa là trong tình huống đó là hai người đã chia tay nhau rồi đấy bạn. Anh vẫn còn yêu em. You were